Bé Tiền là năm nay là bao nhiêu rồi chị? Năm nay là nó tròn 17. 17 tuổi sanh hả? Sanh hàng số. Dạ. Hồi đó chị sanh ra có 900 gửi gà. Một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, tật nguyền. Cuộc sống của em thì hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ của mình kể từ ngày ba mất sớm. Không nói thì chắc có lẽ là mọi người sẽ không biết được rằng cô gái này thuộc dòng dõi hoàng tộc trong triều Nguyễn. Cô gái ấy là cháu cố của vua Thành Thái, là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua triều Nguyễn và là cháu nội của hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Du, mà theo danh xưng trong hoàng tộc là công nương Nguyễn Phúc Thanh Tuyền. Một cô công nương bất hạnh giữa đời thật. Hiện nay thì cuộc sống của Thanh Tuyền cùng mẹ vô vàn khó khăn kể từ ngày ba ra đi mãi mãi. Và bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ sẽ tìm hiểu về cô công nương bất hạnh này nhé. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng cô bác quý anh chị đi thăm một hoàn cảnh khá là đặc biệt thuộc dòng họ hoàng tộc của triều Nguyễn ha. Và đứng kế bên Bùi Hồ ở đây đó chính là cháu dâu của vua Thành Thái, cô bác quý anh chị. Vua Thành Thái là một trong 13 vị vua của triều Nguyễn. Ngày hôm nay thì đến đây để hoàn cảnh của chị nè, cũng như là công nương của triều Nguyễn, đó là cháu Nguyễn Phúc Thanh Tiền của chị, cũng như là cháu hiện nay đang gặp khá là nhiều khó khăn. Và để biết được điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong để nghe chị chia sẻ về một người cháu dâu khá là đặc biệt trong 13 vị vua triều Nguyễn ha. Thăm gia đình của mình. Dạ. Em ghé lần gần nhất thì cách đây khoảng hơn 2 năm. Dạ. Lúc đó thì chú Tài cũng mới vừa mất. Dạ. Thì lần đầu tiên mà gặp được chú cùng với lại dòng hồ hoàng tộc của chú là chú Toàn, Nguyễn Phước Bảo Toàn, là gặp ở Sài Gòn. Dạ. Lúc đó hình như là không có chị. Dạ. Dạ. Thì không nói thì chắc có lẽ cô bác sẽ không hề biết được rằng đây là chị Thủy, vợ của anh Tài. Và đây là công nương, theo gọi là công nương đúng không chị? Dạ đúng rồi. Trong hoàng tộc thì gọi là công nương. Đây là em Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Gọi vua Thành Thái là ông nội, ông cố. Có thường đòi đi ra thăm ba không chị? Ba nó chết, nó xỉu á. Xỉu luôn hả? Đi con. Vậy cũng đừng thường đòi đi thăm ba mà đúng không? Ba. Cái mộ nhớ, ba mà. Nhớ khóc hoài à. Nhớ khóc hoài hả? Ba bỏ. Có mấy bé vậy? Chỉ có một bé mà. Con bé em. Một mà. Chị Thủy bây giờ làm công việc gì để chị nuôi bé Tuyền? Đi làm dịch làm gà 12 1 giờ rồi đi. 11 giờ đi em chị đi rồi. Ngày tới xưa là hình như là chị làm bên cây xanh đó em. Dạ, chú Tài là không mất là không có. Dạ. Không có tiền để mà đem về nữa đúng không chị? Dạ đúng rồi. Phải nhờ chuyến xe, từ thiện. Đúng rồi. Lúc mà chú còn sống là chú thương bé Tiền lắm. Dạ đúng rồi. Bé Tiền là năm nay là bao nhiêu rồi chị? Năm nay là nó tròn 17. 17 tuổi sinh hả? Sinh 2006. Dạ. Mới sinh ra bị bẩm sinh, chị có thể nói chị rõ về bé Tiền. Sinh ra nó bị sốt. Dạ. Hồi đó chị sinh ra có 900 gửi gam. Nuôi đến mà phải như tới 4 tháng. Dạ. 4 tháng xong xuất viện về nhà. Thì nhà chị ở nhà lá sập sự. Không được cái gì. Ở nhà lá ngày xưa. Ngày xưa. Rồi chị về là chị ở. Rồi chồng chị, anh Tài thì chị xem nó ôm. Chị đi bán vé số. Rồi xong báo chí ở ngoài Cần Thơ, báo chí người lao động á, mới phân tới, mới tìm tới anh Tài. Rồi mới giúp đỡ. Rồi mới đưa bé lên Sài Gòn đi trị bệnh. Chị 6 năm ở Sài Gòn không hết. Rồi ở nước ngoài á, người ta tài trợ cho bé Tiền đi giúp tỷ. 2 năm mà chị đi 4 lần mà không thành công. Rồi chị mới đi về ở Sài Gòn, chị sinh sống ở Sài Gòn, mướn nhà trọ ở.
có cái anh đó, bên làm bên cây xanh đó, giám đốc nó xin cho chị đi vô làm ở trong mũi ban quận Bình Tân làm cây xanh nè. Rồi ảnh bị bệnh đi làm hồ, ảnh phát bệnh bị tiểu đường, bị thời kỳ cuối á, ảnh làm không nổi. Rồi chị mới sanh sống là chị nuôi cha và con luôn ở Sài Gòn. Chị ở Sài Gòn tới gần 8 năm. Từ ngày anh mất đến đây là hơn 2 năm. Gần 2 năm 3 tháng rồi. 2 năm. Thì chị làm công việc gì để chị nuôi bé Tuyền? Chị làm dịch gà khuya đó. 11 giờ chị đi rồi. 11 giờ khuya? 11 giờ khuya chị đi. Ừ. Tới 9 giờ sáng chị về, 150. 150 chục ngàn. 150 ngàn. Rồi bé Tuyền có đi học không? Bé Tuyền thì lúc trước chị cho đi học. Bây giờ chị không còn khả năng nữa. Ừ. Tại xe đi rước 1 tháng tới 150 á. Ừ. Đi phải có người ôm, mà chị mất đi làm. Chị không cho nó cho nghỉ học. Xe đưa xa quá đó em. Vậy là công việc của chị lúc làm mà dịch, làm gà ta. Dạ gọi là anh đi gọi là lúc mà còn sống thì lúc anh với chị cũng bươn chải nhiều chảy. Ở Sài Gòn thì hai chồng đi làm hồ, sáng đưa bé đi làm bệnh tiếng đồng hồ là 100 ngàn đó, mà chị kéo dài tới 6 năm đó. Sáng qua đưa làm bệnh thì mà chị mới đi phụ hồ thôi ta. Rồi sau này chị được nhờ giúp đỡ bên anh Sang á, bên xây dựng á, đưa vô quận Bình Tân làm bên tập vụ bên cây xanh á, dọn dẹp phòng rồi trà toilet đồ cho mấy ông lớn đồ đó cho sạch sẽ cho người ta vô làm á. Chị làm trong đó được 4 năm rồi anh Tài ngã bệnh, mà chị cũng còn dẫn đi làm mà anh Tài làm không nổi. Anh Tài chỉ dẫn đưa bé đưa rước đi học, rồi sau này anh đưa rước đi học không nổi nữa. Cái phần mộ này là mọi người gom góp nhau dạ, hay sao? Dạ đúng rồi, gom góp cho. Gom góp cho hay cho. Gì? Cho, chị xây cái mộ. À. Mất năm 20. Dạ. Năm 2020, gần 3 năm. Gần 3 năm mà chọn gần... À, 2 năm 3 tháng. À, lúc còn sống á, thì anh thương bé Tuyền lắm. Đúng, và dạ, đưa bé Tuyền đi trị bệnh suốt mặc dù anh mắc cái trong không, cái căn bệnh. Không chở nổi cũng gán chở bé đi học, bé đi làm bệnh. Đi ra tới Hà Nội mà anh Tài cũng dẫn bệnh mà cũng gán chở đi tới Hà Nội làm bệnh. Lúc anh mất anh có nhắn điều gì với chị? Không chối được chị được điều gì hết. Vô phòng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là ở ba bệnh viện nào cũng nằm bệnh viện 2-3 tháng hết trơn. Bình Tân là thường xuyên. Rồi Bình Tân rồi 115 Chợ Rẫy. Rồi Bình Dân. Rồi bị đưa qua bên chỗ Phạm Ngọc Thạch á là nằm ba tầng. Ừ. Tiền đứng quen không hay là ngồi quen chị? Ngồi không, đứng không được. Thôi ngồi đi, cho bé ngồi đi. Ngồi xuống đi con. Ngồi với chị đi. Ngồi xuống đi. Bé ngồi không? Mới 17 tuổi à. 17 nè, té tay chân vậy chứ. À đúng là té. Ờ chị ngồi đi. Con gái thôi mà. Chị đi làm như là ai ở nhà. Chị gửi bà gì? Bà gì á? Bà dì ở cái bên cho lắp chị nè, ở đậu nè. Rồi bà dì ruột á, bà qua bà tới lui á, rồi bà canh chừng bà ngủ với nó ban đêm á. Chị gửi. Mang danh là cháu nội của vua. Dạ đúng rồi. Cháu nội của vua. Và con dâu của hoàng tử, thái cháu, tử. Cháu dâu của hoàng tử thì mình phải bươn chải mưu sinh như vậy thì mình có cảm thấy mình... Chị cũng hơi ngại, ai cũng hỏi nha. Dạ. Chú hơi ngại mà cái số phận chị vậy rồi sao giờ? Dạ. Nhắn số ổng rồi. Dạ. Ngày xưa thì lúc anh Tài thì còn đương thời thì mình vẫn khó khăn à? Khó khăn, lúc chị ưng anh Tài là khó khăn, sanh bé Tiền ra là chị vẫn khổ. Vẫn khổ, khổ hơn bây giờ luôn á. Đi bán với số từ tờ với số, hai vợ chồng ăn dĩa cơm một. Mà chờ ăn bình á. Ừ. Chị mang bầu bé Tiền là chị vẫn đi làm. Chừng xanh, gần xanh là chị mới nghỉ. Ai là người phát hiện ra là anh là cháu nội của vua? Tại vì anh cũng không có nói với ai hết, dạ, đúng không? Anh không có khoe không, mình là thuộc hoàng tộc. Về ở với chị gần 18, 19 năm. Xanh cái tiền ra chưa biết là cháu nội nữa. Xanh cái tiền chưa biết nghe. Rồi mới đi bán giấy số, nhà báo người lao động á. Người ta mới đồn, mới phân tới là ở Cà Mau. Ừ. Cái người nhà báo lên mới phân tới. Ừ. Ủa, nhà báo chí vô thì báo mình mới biết. Lúc đó là chị mới biết. Mới biết là ảnh là cháu nội vô. Chứ đám cưới là chị cũng không biết. Không, không biết. 18 năm sau mới biết. Đúng rồi. Xanh cái tiền ra là nuôi tới
nằm bệnh viện cũng không biết là cháu nội của vua. Khi mà biết ra thì chị có chưng hửng chứ không? Chưng hửng chứ, giờ ai đây ai cũng chưng hửng hết. Ở vòng vòng xóm không ai biết. Không ai biết là ổng cháu nội của vua. Chừng mà cách nhà cách cửa rồi lên rồi đó là ta mới biết là anh Tài là cháu nội của vua. Ổng không nói gì ai chứ. Chị có hỏi anh vì sao là giấu như vậy không? Cha anh không phê phan ra. Là Nguyễn Phúc Vĩnh Du. Dạ đúng rồi. Ông cha cô chú thì bây giờ hình như là nghe nói nằm ở Huế. Ở Huế. Ông Võ Văn Kiệt đưa về Huế. Còn mẹ thì ở trong nhà thờ. Dạ. Chỉ có là thái tử hoàng tử rồi mới được ở trong. Dạ đúng rồi. Huế đó, ở ngoài Huế rồi. Chị cứ đi đám dỗ ông nội ở ngoài Huế mà. Dạ. Bên ở ngoài Huế là tổ chức cho hai chồng đi với đứa con đi được tuần. Lớn lắm mấy mươi, lớn lắm. Dạ. Mang dòng họ hoàng tộc thì chị ra tới ngoài là ta đón anh Tài chu đáo đàng hoàng. Dạ. Chu đáo lắm, đưa rước đàng hoàng. Dạ. 16 rồi là 16 tháng 2 năm giỗ của ông nội á. Còn 30 rồi là chị cúng ba của anh Tài, 30 tháng Giêng á. Thì thờ đầy đủ mà. Lúc anh Tài mắc là ở đây hay là ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn không có tiền chuyển về luôn. Chuyển về. Ở nên chị nuôi ba tầng á, ba tầng là ngày trắng ngày đêm luôn nha. Chị thức trắng ảnh ngày đêm luôn là ba tầng, chọn ba tầng. Ảnh chết là chị không hay. Lúc đám tang là bên hoàng tộc người ta có đến đông không? Có đông. Có. Có anh gọi là chú Toàn, anh Toàn đúng không? Có. Có chú Toàn không con? Có nhớ chú Toàn không? In là không. Có cô Tiết Nhung. Em của anh Tài ở Đà Nẵng vô. Còn có cái chú ở ngoài Huế vô. Ở Sài Gòn xuống. Như anh Tài ở trong hoàng tộc gọi là gì chị? Hoàng thân. Hoàng thân là gọi cho ba hay gọi ông nội? Gọi cho cha. Như tiền gọi là gì? Gọi tiền là gì? Gọi tiền gì? Công nương. Tiền là công nương. Dạ. Còn ba gọi là hoàng thân. Giống ông nội gì hết á? Giống hệt ông nội luôn á. Ông giống y gan như ông nội luôn. Tại vì ông nội có vợ Pháp mà. Dạ. Pháp Lai. Cục vàng của anh Tài đó. Ngày ảnh chết là chị đưa bé Tiền lên ngày ngay ngày chủ nhật là ngày ảnh mất. Chị đưa bé Tiền đi lên chỉnh thi đó. Thi gì chị? Thi học. Tại nó học ở trên thành phố. Rồi kêu một đứa cháu, một đứa em đi lên chỉnh đưa bé Tiền đi học rồi vô thăm anh Tài luôn. Là chợ, bỏ nó ở nhà trọ đặng đúng 8 giờ cho đi thi rồi về mới cho nó vô thăm anh Tài. Ai về chưa mới vừa tới lên chỉnh là anh Tài mặt. Đúng 8 giờ anh Tài mặt. Muốn xỉu luôn á. Vì nó kêu quá trời kêu luôn. Học giỏi lắm. Nhìn đẹp gái ra. Có giấy khen mà, học có giấy khen mà. Học đến lớp mấy? Nói chung ra là ở trên thành phố là cho lên là lớp 3, lớp 4 gì đó. Còn ở dưới đây là không cho lớp. Học trường khuyết tật. Trường khuyết tật. Có muốn đi học nữa không? Tiền. Muốn. Gọi là công nương á. Mấy ngày nay có đi học không? Nghỉ rồi, nói chú con nghỉ rồi. Không ai đưa rước, tại nó khó ngồi á. Ngồi phải có người dịch chứ làm sao đó. Chị nói là làm ngày 150.000. Thì chi phí ăn học đồ thì còn dư ra không? Ăn uống này kia là cũng đâu còn dư được. Nhiều khi nó bệnh hoạn thì chi bệnh hoạn nữa. Đâu ăn uống còn dư đâu. Ngày nào chỉ lấy tiền ngày nấy mà. Ở mũi tiền ở đây ở đó là em nó sanh ra cao vô cấp cứu á, cái y tá thọt á, cái ống cấp cứu á, xuất miếng thịt á, xuất tới giờ có thẹo luôn á. Là tiền bây giờ là mang căn bệnh gì vậy? Bị bại não hệ thần kinh số 9. Bác sĩ phân là bại não. Bại não. Mổ chân không được. Mổ là mổ rồi đó, đóng tiền, người ta đóng tiền rồi luôn là lên ca mổ bác sĩ. Nhắm lóc nên là mổ, bé bị liệt luôn. Không ngồi, nằm chỗ luôn. Người ta trả tiền lại cho cái người mà giúp đỡ, trả tiền lại. Bệnh viện là chị cũng có đi hết trơn á.
Có đi nước ngoài điều trị luôn hả? Có đi tới Hà Nội nha, chưa tới đi, Hà Nội đi nước ngoài. Mà không hết. Không. Bài não mà. Bài não khó lắm. Kinh số 9. Ghép tỷ nó 4 lần rồi. Mà thằng Miễn ơi, trời lạnh lạnh là nó nhức hai bên đây nè. Tại ghép tỷ hai bên vai với hai bên hông rồi. Nhìn thì đâu biết là cháu của vua đúng không? Cháu của vua, cháu nội của vua. Gọi là công nương. Công nương Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Ông nội đặt á. Ông nội đặt luôn. Ông nội đặt luôn. Xanh ra vua, xanh lọt lòng ra là ông nội viết mấy chữ là đặt tên Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Ồ. Ông nội ông cưng cháu gái hơn là cháu trai. Ông nội là mất bao nhiêu? Ông nội mất. Họ xanh cái tiền ra là 7 tháng là ông nội mất. À, ông nội là con của vua Thành Thái á. À. Vua Thành Thái là một trong 13 vị vua của triều Nguyễn, thì ông là ở vị vua thứ 10. Vậy là may mắn được là ông nội đặt luôn là hoàng tử, ông hoàng tử. Đặt. Ông nội đặt. Vậy lọt lòng ra là ông nội viết chữ ông nội đặt là. Ủa sao mà lúc đó mà ông nội đặt mà sao chị không biết là dòng họ hoàng tộc? Chị không biết thiệt, không biết. Không biết luôn, chị ra ngoài chị làm dâu 4 năm đi chị không biết. Ông nội là quê ở đâu? Ở Cần Thơ mình. À, về Cần Thơ luôn về hả? Cần Thơ. Vì sao lại ông lại về Cần Thơ? Ở đó người ta đưa cha ông nội á, ông nội bị đưa về ở Vũng Tàu á. À. Rồi cha về Cần Thơ. Hồi đó chị ở ngoài là cha không nói gì thích, nói tiếng Việt không có được. Cha là nói tiếng Pháp là nhiều. Kêu chị bằng tai với mi không mà không có kêu tên chị được. Vợ là người Pháp luôn. Vợ người Pháp. Có, vì sao mới về đây nè, mấy lấy vợ mẹ sau này là người Hoa. Dạ. Người Hoa. Hoàng tử có mấy người vợ chứ? Chị không gành đấy. Không gành, không gành, chị không gành thiệt, chị không hỏi phân tới. Ừ. Nhưng mà chị biết là có mẹ là người Pháp với mẹ người Hoa. Chú Tài thì con của mẹ là con người Hoa. Con mẹ mới mẹ mới mất đây mà. À. Mẹ mất 89 tuổi, cha mất 86 tuổi. Chị cũng đâu biết hết dòng không, họ. Không, chị không có hỏi săn tới. Trước đây thì chú Tài có còn đương thờ á, em có thăm ở Sài Gòn, chú có kể dòng họ hoàng tộc của mình cho em nghe. Ông kể hết trơn à. Ừ. Nhưng mà sau này mới kể ra chứ trước kia là không bao giờ kể. Không kể, sau này anh Tài mới kể. Nhưng mà cũng kể thì mọi người biết được trong hộ hoàng tộc thì cũng chung tay nhau, mỗi người giúp một ít. Dạ. Dạ. Anh Tài bệnh nặng lắm. Ừ. Anh bị tiểu đường tuyết 3, rồi bị ung thư phổi. Bây giờ thì ngày xưa thì có anh gọi là chú Tài thì có người chăm lo tiền phụ. Dạ. Bây giờ thì vừa đi làm vừa chăm lo tiền thì dạ. Nó vất vả, nó lại chồng thêm nữa. Chồng thêm. Thì cái việc mà mình mưu sinh, mình kiếm tiền và mình nuôi nấng như thế nào? Thì chị cũng gán bằng kiếm tiền nuôi tới đâu hay tới đó à. Dạ. Yeah. Chị năm nay là bao nhiêu rồi? Chị năm nay năm mấy rồi em? Năm mươi mấy? 52 rồi. Chị là nhỏ hơn Tài 5 tuổi. Anh Tài nhỏ hơn anh Tài gần 8 tuổi. Gần 8 tuổi. Anh Tài năm nay tròn 60 rồi. Sau này thì đi ra đường người ta có thường hỏi chị không? Có mà chị nói chị không gành gì mấy. Chị không có trả lời. Chị không có trả lời. Dù sao thì nó cũng là quá khứ, quá bây giờ phải sống cho hiện tại. Hiện tại rồi em. Yeah. Có muốn đi học nữa không Tuyền? Muốn không? Bởi sao? Dạ. Yeah. Bởi vì chị cũng bệnh rồi, đưa rước đi học là cũng bởi vì chị đưa mà chị đi làm mà chị không có thời gian á. Chị đưa rước được, rồi bởi vì ở nhà mà chị đưa rước mà chị yếu rồi. Bầm tới luôn không nổi, với phần xe người ta yếu á. Người ta đưa xuống không được. Xa quá, gần cả chục cái số. Dạ. Yeah. Dầu cho dầu như nó biết chữ nghĩa rồi cũng được rồi. Chữ nghĩa nó gành này. Dạ. Yeah. Là bé học được bao lâu rồi? Chứ học lâu em, ông ở học Sài Gòn lâu mà. Học Sài Gòn 4-5 năm mà. Lâu. Chữ nghĩa là gành hết, tính toán được mà. Được. Bây giờ nói chuyện lanh lợi hơn chứ. Thì em hỏi tới đâu trả lời tới đó vậy đó. À. Nhớ ba vậy không Tuyền? Nhớ ba không? Dạ. Ô ngoan quá luôn kìa. Bây giờ có ước muốn gì nói với anh nghe với. Nói đi, nói cho anh nghe đi con. Nói đi. Nói đi.
Dạ. Muốn được đi học. Đi học để làm gì? Dạ, làm bác sĩ. Làm bác sĩ đi làm gì? Dạ, để trị bệnh cho người ta. Để trị bệnh cho người ta. Để trị bệnh cho người ta. Ồ. Biết ông nội không? Đâu biết ông nội đâu đúng không? Biết ông nội hả? Biết. Chị muốn... sinh đi ra 7 tháng mấy ông nội còn ẩm bồng mà. Có muốn đi ra thăm ông nội không? Thăm mộ ông nội á. Mộ nội là mộ nội của cái tiền là ở Quế. Ở Quế, ở cung đình Quế. Thì ông nội nằm đây, bà nội nằm đây, cha nằm dưới đây. Chị đi tới ngoài, đi được có một lần mẫu à. Chị có bao giờ chị ấp ủ mình muốn ra ra giếng mộ nội chồng đó không? Thì có hên chị đi đâu được em, dắt nó khó lắm. Yeah. Quê của chị là ở đâu? Ở đây luôn nè. À, quê ở đây nè, quê chị ở đây. Dạ. Lúc ra anh Tài mắc là người ta có gợi ý là chôn anh Tài ở ngoài Huế luôn không? Dạ không. Không, bà cháu thì không được vô. Chị cha rồi, cháu là không được vô. Mẹ không được đi mà. Dạ. Với lại hình như là mẹ của có nghĩa là cháu nội nhưng mà là mẹ của chú Tài là Thứ Phi đúng không? Dạ đúng rồi, Thứ Phi. Thứ Phi. Thứ Phi có nghĩa là vua thì có nhiều vợ lắm. Dạ đúng rồi. Cha với mẹ là đi thân tới gần 20 năm. Ở cái bên nhà cha ở đây, nhà mẹ ở đây mà không ai nói chuyện với ai. À. Mà cũng cung cấp cơm nước đàng hoàng vậy đó. Mà không ai nói chuyện với ai. Dạ. Nhưng mà mẹ ngã bệnh trước cha, cha cũng lo bình thường, cha lo dữ lắm nha. Ai vậy bắt được mà cha chết trước mẹ. Trong hoàng tộc mình bây giờ có thường hợp lại không chị? Không em, hồi nói chung ra hồi anh Tài mất á, thì anh em ảnh tập trung. Hồi anh Tài rồi tới giờ luôn. Cũng mỗi người mỗi cuộc sống khác cuộc nhau sống đúng khác không? Nhau, không điện đùng, không thăm, hỏi thăm ở cháu viện giờ hay không. Có nghĩa là bây giờ thì chị có mong ước gì không? Mong ước thì chị sức khỏe, chị mầm, chị có tiền đi nuôi bé thôi, tới đây tới đó. Chị có muốn buôn bán gì không hay là muốn làm vậy thôi? Chị muốn đi làm vậy thôi em ơi. Ồ, mình không kiếm người khác, thấy người làm lông dịch chị, đồ thấy tội quá. Chị cắt cổ vậy không? Không, chị cắt cổ. Người ta cắt là chị làm thôi. À, chị bằng lông thôi. Dạ, đúng rồi, chị cắt cổ em. Ừ. Chị đi làm phụ quán cho người ta thì 6 giờ chiều, sáng đi tới 6 giờ chiều về chị bỏ bé tiền. Còn đây thì 11 giờ đêm tới 8 giờ chị về chị ở với bé tiền, cơm nước. Chị đút cho nó ăn, tắm rửa đồ cho nó. Vừa có con như vậy, có con chị tiền chị đúng rồi, khóc hoài à. Vợ chị nói như là chị lớn tuổi, lỡ như chị đâu có sống hoài với nó, lỡ như chị chết thì nó sống với ai giờ. Chị cũng nằm đêm chị suy nghĩ lắm. Chị được số tiền hen là chị gửi ngân hàng, chị nuôi nó, chị nuôi nó hoài. Vừa có con lại bị tật à. Rồi thậm chí là có chồng lại mất sớm. Dạ, mà rồi. Cái tuổi thân nhất nữa là dòng họ hoàng tộc, nhưng mà cuộc đời của mình từ đó giờ cứ với lại à. Anh Tài là cứ khổ lắm, mong liêu biêu thấy tuổi dữ khổ. Hồi lúc chị lấy anh Tài tới giờ là chị khổ, không có lúc nào mà chị không khổ, nói chung ra là vậy. Hồi chị lấy anh Tài tới giờ là ở nhà ngoại cũng khổ, đi làm công là mướn người ta không, chị với anh Tài về tới đây là chị với anh Tài cũng vẫn khổ. Ảnh chạy xe ông đơm, dì bán cái số, lên tới Sài Gòn, hai chồng đi phụ hồ. Phụ hồ à, gửi nó ngày 50 ngàn, 6 giờ chiều rước về. 6 giờ chiều sáng thì chị bệnh cho nó 100 ngàn, 6 giờ chiều rước về. Chị làm phụ hồ thì chị rước về vậy đó. Mà suốt 6 năm vậy đó. 6 năm mình Tài làm không nổi nữa, bệnh rồi làm không nổi nữa. Chị mới làm bệnh lên, chị nuôi cả con và cả cha, nhà trọ chị vẫn lo. Ăn uống của chị luôn. Ở trên giảnh ai cũng nói là chị giỏi nhất luôn á. Nuôi chồng, nuôi con, rồi nhà trọ chị lẫn bình thường vậy. Thì nói chung ra là dòng họ anh Tài lâu lâu tôi cũng gửi cho tiền ít thôi, đâu không phải là gửi cho hoài đâu.
cuộc sống của mình thì mình phải bươn chải, mình đâu có nhờ người ta cho để ngồi nhà cho hoài đâu. Cho tiền không đủ anh chị bệnh lắm, nói chung ra là bây giờ trị bệnh tháng là nhiêu chị? Với tiền hả, bây giờ chỉ có tiền hen là một nửa tiếng đồng hồ là 50.000 đó, đi tập lý trị liệu ở bên xong bên này nè. Mướn xe một ôm, xe một ôm 50.000 là 100.000. Chị hy vọng là tập lý trị liệu nó cho biết cứng cáp cho nó đi thôi. Vậy chị bận ngày có 150.000, hỏi em là ăn uống nè, chi phí hàng ngày nè, rồi gạo thóc, cơm nước, rồi đồ ăn sáng rồi cho nó là cũng hết rồi, đâu còn nữa đâu. Đi chị phải nhờ bà dì á đưa đi. Ở ngồi đó tập lý trị liệu xong rồi xem ôm ngồi đợi rồi phải bà dì chở về. Chị đâu dám cho người ta đưa bé tiền đi mình nên đâu, đi đâu cũng phải có người. Có khi nào nó túng thiếu lắm không chị? Trời ơi, biết chị không có tiền luôn mà. Anh tại mất tới giờ lo cho ảnh rồi này kia nọ luôn. Chị ở đây không phải mà đất của chị ở đậu mà gì đó. Nhà tình đúng rồi, cắt con khúc, con khúc của em chị đó. Dạ, cũng cắt ngắn thôi. Hả? Khúc nhà chị ở nhà trước, em chị ở nhà sau mà. Dạ. Rồi bà dì chị thấy vậy nắng nôi bà che ra đó chứ. Dạ. Không phải của chị đâu. Dạ. Cái xe nhưng mà thấy chị cũng yêu đời quá ha. Yêu đời gì em? Nói chị cũng vui vẻ. Dạ, chị vui vẻ hồi nào giờ chị đi bằng ai người ta cũng thương chị chứ á. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, tại vì tiền với con chị là một cái chỗ đúng dựa rồi. Thôi chị cố gắng mà. Ừ. Chiếc xe đó là người ta cho anh Tài đó. Dạ. Kỷ niệm anh Tài đó. Ừ. Bây giờ tới con sử dụng có xe, xe gắn máy hả chị? Xe gắn máy đó, thằng cháu đi đâu chị đâu biết, chạy xe thằng cháu chở không á. Dạ. Chị có hình anh Tài mất chị chụp lại nhiều lắm. Ừ. Chở lúc mà chở về rồi đó chị chụp lại hết trơn. Một nợ 2 năm trước đây thì em có ghé thì lúc đám tang của anh. Bây giờ quay lại thì thấy cuộc sống của mình thì nó vẫn còn khó khăn. Tại vì anh nghĩ là khó khăn tại vì bé tiền như thế này á, chăm sóc thôi đã mệt đúng không đặt. Nói chi là cái việc mình không có công ăn việc làm ổn định nữa. Có chị á. Thì thôi bây giờ chắc cũng gần chiều rồi. Bây giờ chắc cho tụi em với lại tiền đồ thấp vái cho anh cắn vái mà đây ở đây đi chị ha. Không có khỏi khỏi nha, em vái trước mình có anh là được rồi. Em ở Đồng Tháp hả? Dạ. Chào đi. À, thôi bây giờ mình vô trong ha chị. Dạ, vô trong đi em. Dạ. À, bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng mong hương hồn của anh sẽ sớm được siêu thoát và sẽ có cái phù hộ cho kiếm tiền. Hôm nay thì tụi em về đây. Dạ. Có đi ngang Cần Thơ này thì thăm lại hoàn cảnh của mình. Cũng gần 2 năm, hơn 2 năm rồi, quay trở lại đây. Cuộc sống của mình nó vẫn còn có những sự khó khăn. Dạ. Mặc dù là mang dòng họ của hoàng tộc. Dạ. Nhưng mà thời thế nó đã thay đổi rồi. Và mình phải sống trong cái cuộc sống của thực tại. Dạ. Và em rất ngưỡng mộ chị. Vì khi mà anh mất á, thì chị là chỗ dựa vững chắc cho tiền. Dạ. Cũng như là niềm tin lớn nhất cho tiền vào thời điểm hiện tại. Và em cũng mong rằng chị sẽ giữ mãi cái sức khỏe này. Dạ. Và cũng mong hương hồn của anh Tài sẽ luôn phù hộ cho con của mình khỏe mạnh để bớt phần nào đó cho chị cái gánh nặng chăm lo cho tiền. Dạ. Và mong cho cuộc sống của chị nó sẽ sớm có sự thay đổi, làm những cái công việc nào nó nhẹ nhàng hơn tí xíu để mà mình còn giữ gìn cái sức khỏe của mình. Dạ. Dạ. Đã có muốn nói gì không? Thì hôm nay á, em đến đây là em thay mặt cho cô My ở Mỹ trao trước mắt trao cho gia đình của mình 1 triệu ha. Đây này tí xíu nó chị đi theo em ra xe đó, lấy luôn cái chai dầu để xúc cho tiền nãy em để quên ngoài xe, chai dầu gió xanh đó chị. Cô My cũng gửi luôn. Và hôm nay á, thì đến đây á, thì em cũng thay mặt cho nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh gửi tặng cho chị một cái phần quà. Yeah. Đây là sản phẩm dành cho những người mà có
có cái chức năng về gan bị yếu á chị. Như là viêm gan, sự là những người uống nhiều bia rượu đó, thì ở đây có rất là nhiều sản phẩm hỗ trợ về gan. Tuy nhiên ở đây có giải độc gan Cỡ Linh Blood nè. Thì ở đây có công dụng sử dụng dành cho những người chức năng gan, những người nổi mụn nhọt, thức khuya rồi đó. Thì đây có công dụng sử dụng á, thì chị có thể đọc thông qua sử dụng nha. Ở đây cũng có trà đồ luôn ở trong này ha chị ha. Dạ. Chị cũng cảm ơn chị ở bên Mỹ. Dạ. Chị có rất là nhiều. Dạ. Thì cũng mong sao á là sẽ có nhiều mạnh thường quân sẽ tìm đến chị sau đoạn video clip này của tụi em. Và rất mong là Hương Anh sẽ mong cho kết nối được với mọi người, nhiều người hơn nữa để hỗ trợ gì chị phần nào khó khăn trong cuộc sống. Và ở Bùi Hồ xin cũng xin chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ đã hỗ trợ để mà đồng hành với Bùi Hồ đến những hoàn cảnh khó khăn. Chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Dạ em chào chị ha.